Tom Kids TV. Lá khô bị mục có thể tỏa ra hơi ấm nên rất tốt cho việc ấp trứng khủng long. Tyrannosaurus. Tớ thích ăn thịt và là vua của muôn loài trên mặt đất. Tyrannosaurus. Hai chân trước của Tyrannosaurus ngắn chưa kìa. Xem này, nó còn không bắt được cả quả bóng rổ nữa đó. Tyrannosaurus. Khác với hai chân trước, hai chân sau của chúng rất khỏe nên có thể chạy với tốc độ rất nhanh. Chúng còn được gọi là vua của các loài khủng long, cũng như được biết đến là loài khủng long khỏe nhất. Tyrannosaurus.